Có một bài nó ngoài cái đợt bài không tên nhưng cũng được đại đa số khán giả rất là say mê, đó là Đời Đá Vàng của Thành An. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Trẻ hơn tôi mà sao cứ đi từ từ đấy. Kính chào quý vị. Tôi nhớ không lầm thì không biết đây là, một là lâu lắm rồi tôi không có trở lại đây, hai là chưa bao giờ tôi trở lại đây. Đủ biết là khán giả Philadelphia yêu tôi như thế nào. Thank you. Bài Đời Đá Vàng là cái bài của nhạc sĩ Vũ Thành An, nói về thân phận con người chúng ta chứ không có nói về tình yêu như những bài không tên. Và mỗi lần tôi đi hát ở sòng bài, tôi hay tặng bài này cho những người có cái máu cờ bạc. Xin mời quý vị nghe Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Oh,
Lát nữa tôi phải hỏi nhạc sĩ Vũ Thành An là ông viết tất cả bao nhiêu bài không tên. Nhưng mà tôi chỉ biết là bây giờ tôi giới thiệu bài không tên số 50. Bây giờ quý vị, tôi chưa nghe bài này bao giờ cho nên chắc quý vị cũng đang chờ. Thưa quý vị, bài không tên số 50 qua tiếng hát êm ái của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Bố nói gì nữa ông bố? Thu Hà xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả hôm nay có mặt ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Thường khi mà ca sĩ đi hát thì nếu mà không có tác giả ngồi dưới thì đỡ sợ hơn. Tại vì hình như từ nãy rồi không phải một mình Hà phàn nàn mà tất cả các ca sĩ đều nói là có những bài hát chán chê mê mỏi ra rồi, nhưng mà nên hôm nay có tác giả ngồi dưới thì rất là hồi hộp, mà chỉ sợ hát sai lời thôi. Tại vì bình thường nếu mà không có tác giả mà chỉ có khán giả thì ca sĩ hát sai khán giả đâu biết đâu, bịa ra gì cũng được mà. Nhưng mà có tác giả dưới là thế nào, sau đó khán giả biết ngay, bởi vì sau show diễn sẽ thấy nhạc sĩ gặp ca sĩ sau cánh gà phàn nàn, có khi còn tay vo nữa đó. Cho nên là biết ngay ai hát sai biết ngay. Mà bài này thì đến chú Ngạn còn nói là tôi chưa có nghe bài này bao giờ. Đấy, chắc quý vị cũng lạ lắm. Cho nên là hôm nay nếu mà cháu có hát sai thì chú đừng đấm cháu nhé. Tại vì Hà mới thu một cái đĩa. Thực ra thì rất nhiều anh chị ca sĩ lớn của Hà đã hát nhạc dòng nhạc của Vũ Thành An vô cùng thành công. Nhưng mà Hà thì chưa bao giờ có dịp điều kiện để làm quen với âm nhạc của chú. Và đây là cái đĩa đầu tiên Hà thu nhạc Vũ Thành An. Hà hát 5 bài, Quang Dũng hát 5 bài. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên Hà hát những cái bài ở trong đĩa của mình ở trên sân khấu này. Hôm nay xin chọn cái bài dễ nhất ở trong đĩa là bài Không Tên số 50. Xin mời quý vị cùng nghe. Cho guitar lên chút xíu ạ. Về quê
sống yên đã không cho chúng mình ăn mặn, thì thôi xin người sống đưa tình về cuối xuân. Cảm ơn nhạc sĩ Trung Nghĩa. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Vũ Thành An. Mời anh lên sân khấu. Là vì ông đứng cao gấp đôi tôi, mời anh lên đây. Anh cứ lên đi. Đó. Quý vị nhìn thế này làm sao có cảm tình được. Vâng, xin anh thưa chuyện một chút với khán giả. Và sau đó thì quý vị cũng biết là nhạc sĩ Vũ Thành An, cái bước đầu anh chưa có chủ ý sáng tác thì lúc đó anh đã trong ban văn nghệ và anh là một cái người có cái giọng ca khá đặc sắc lúc còn là học sinh. Cho nên sau này anh mới bỏ đi ca để bước vào con đường sáng tác. Vâng, thì bây giờ anh thưa chuyện với khán giả là dĩ nhiên là anh phải hát một bài. Xin mời anh. Vâng, trước hết là xin kính chào tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Xin kính chào. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là đây là một cái dịp rất lâu lắm tôi mới có đi dự những sinh hoạt văn nghệ như thế này. Là bởi vì, nhưng mà tôi rất vui kỳ này là bởi vì coi đây như là một cái cuộc hội ngộ mà rất là đặc biệt. Tôi gặp được những người bạn lâu năm và đặc biệt là phải nói rằng là chúng tôi ít khi mà có dịp cùng với nhau có cái thời gian như thế này. Và chúng tôi cũng cảm ơn là chúng tôi được có cái sự hiện diện của quý vị ở đây để mà chúc mừng tất cả, đặc biệt là ba anh em chúng tôi trong cuộc hội ngày hôm nay. Một cái kỷ niệm mà không biết là có bao giờ có thể lặp lại được. Thì như thưa quý vị đã biết đó là năm 1995 đó là tôi đã nói rằng là tôi bỏ hết tất cả sinh hoạt văn nghệ để đi phục vụ cho trong nhà thờ. Thì trong thời gian suốt 20 năm, từ năm 1995 cho đến 2015, thì phải nói rằng là tôi quả thật là tôi không có viết nữa, không có sáng tác nữa. Thế nhưng mà rồi bây giờ thì ơn trời cho tôi sống được đến ngày hôm nay. Và nói rằng là tôi, riêng cá nhân tôi thì qua những nhiều cái cửa tử sinh, có những kỳ mà mình tưởng cũng đã ra đi rồi, ra đi từ những năm 1981. Thế rồi lại mình được sống trở lại, mình được ra khỏi nơi giam cấm, rồi mình lại được sang bên xứ tự do này, rồi lại được làm những cái điều mà mình rất là ước ao mong muốn trong suốt 20 năm qua. Là 20 năm rồi tôi đi tìm hạnh phúc. Và quả thật là tôi đã tìm được cái hạnh phúc. Trước đó thì tôi không có thấy hạnh phúc, bởi vì những cái gì tôi có như tiền bạc, danh vọng, địa vị, nó cũng có vui đấy, nhưng mà nó đồng thời nó có cái mặt trái của nó là có cái sự đau khổ. Nhưng mà từ khi mà tôi đi phục vụ đem lại cái hạnh phúc cho người khác thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế thì vâng, kính thưa quý vị đó. Ngày xưa mà sở dĩ mà có được mấy bài không tên là bởi vì Vũ Thành An thất tình. Cho nên là thất tình mới ra được mấy bài không tên. Nhưng mà thưa quý vị, suốt 30 năm vừa qua, tức là năm 1986 cho đến nay thì tôi lập lại gia đình 30 năm rồi, tôi chỉ có một bà vợ đó thôi.
Thành ra làm sao mà viết được nhạc tình như cũ nữa. Thế cho nên là, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nhiều anh em cũng khuyến khích và nghĩ rằng là đời tôi đã qua nhiều giai đoạn, và có lẽ từ đây tôi sẽ sống một cái giai đoạn cuộc đời mới của tôi. Một Vũ Thành An có thể là nó vẫn gốc vẫn là Vũ Thành An, nhưng mà trải qua những cái kinh nghiệm cuộc đời, cho nên là chúng tôi đang sáng tác và sẽ sáng tác theo cái chiều hướng mà tôi có thể làm được, như là cái bài Đời Đá Vàng vừa rồi, như là anh Tuấn Ngọc nói, nó không phải là tình yêu, nhưng nó một vài cái suy nghĩ về những cái trải nghiệm cuộc đời của mình trải qua. Thưa quý vị, bài Đời Đá Vàng nó viết suốt mấy chục năm. Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng, phải sống hai mươi mấy năm chìm nổi tôi mới ra được mấy cái câu đó. Dạ, xin ông cảm ơn chị. Thế cho nên là thưa quý anh chị em là bây giờ là bảy mấy năm rồi, cho nên là nó cũng đã trải qua nhiều cái, cho nên Vũ Thành An sẽ có một vài cái suy nghĩ. Và đáng lẽ ra là năm 2016 này Vũ Thành An ra cái CD gọi là CD Vũ Thành An 73. Nhưng mà chưa làm xong, chưa bắt đầu làm, bởi vì nó nhiều trở ngại, nó chiều cái. Thì bây giờ lại có lẽ là sang năm mới ra cái CD đó, thì giờ Vũ Thành An sẽ mong rằng là sẽ được phát hành cái CD gọi là Vũ Thành An 74. Tức là Vũ Thành An 74 tuổi. Thì sẽ có một vài cái sáng tác mới. Tôi sẽ giới thiệu ví dụ như là một trong những bài đó là Những Bước Chân Nở Hoa, tức là mình nhìn thấy có những con người mà mỗi bước đi của họ, họ đem lại cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, hay là họ xây dựng được gì tốt đẹp, như là mỗi bước đi của họ có những cái nở những bông hoa. Hay là Vũ Thành An cũng nói rằng là có thể là bây giờ gặp lại các anh em ở đây, nhưng mà có lẽ rằng là chắc là có ít có dịp gặp, thành ra chúng phải hát làm cái bài này. Nếu không gặp lại ở thế gian thì xin hẹn ước tìm nhau bên kia đời. Đại khái là như vậy. Thì bây giờ Vũ Thành An sẽ chỉ xin hát để tặng các quý khách, quý bạn một bài thôi. Đó là bài Đi Đâu Vội Vàng Thế. Cuộc sống của chúng ta quá vội. Chúng ta vội vã để chúng ta ra trường, chúng ta vội vã để chúng ta làm mua nhà, mua xe, vội vã quá. Đi tới đèn vàng thì vội vã để vượt qua đèn vàng để mà đi tới. Nhưng mà Vũ Thành An, đi đâu vội vàng thế? Sẽ sống ngàn triệu năm, đâu vội chi hỡi người. Chúng ta sẽ sống, không phải là hết cuộc đời này mà chúng ta sẽ thôi hết đâu, chúng ta sẽ còn nữa. Thế thì vội vã làm gì? Thế Vũ Thành An xin gửi tặng các quý vị bài Đi Đâu Vội Vàng Thế. Và xin quý vị cũng tha thứ cho nếu mặc dù như đôi khi Vũ Thành An bây giờ cũng hay quên lắm, đang nói về, nhưng mà tự nhiên cái dòng tư tưởng nó quên thì nửa chừng, nếu mà Vũ Thành An có quên thì xin nguyện của tha thứ nha, để cho An cố gắng để hát phép cho chọn cái bài này. Anh Trung nghĩ đi theo mình nha, nó không đúng nhịp đâu. Đi đâu này hỡi ai, giữa cõi đời tới chưa được mấy mươi, nước mắt rơi tầm tã. Đi đâu vội vàng quá, có thấy ngàn nụ hoa vẫn hé nở chờ ta ghé lại trao món quà. Cuộc sống bề dâu rồi úa tàn mau, bạn cũ ở đâu này, mối tình sâu gửi gắm tặng nhau bạc hai mái đầu. Xin hãy
lại cùng đứng đây giữa khung trời nắm tay. Cũng không cần nói đâu, hãy trao hơi nồng ấm. Không đi nơi nào nữa, đến lúc dừng lại thôi, sẽ sông ngàn triệu năm, đâu vội chi hỡi người. Giọt nắng thầm thiêng đậu xuống trần gian rồi nhú mầm lên, để cuối mùa thu phần lá vàng khô về ôm vũ trụ. Đâu này hỡi ai, giữa cõi đời tới lui, vui chưa được mấy mươi, nước mắt rơi tầm tã. Đi đâu vội vàng quá, có thấy ngàn nụ hoa vẫn hé nở chờ ta, ghé lại trao món quà. Cuộc sống bề dâu rồi úa tàn mau, bạn cũ ở đâu? Này mối tình sâu người gấm tặng nhau và cùng hai mai đầu. Xin hãy cùng đứng đây giữa khung trời nắm tay. Cũng không cần nói đâu, hãy trao hơi nồng ấm. Không đi nơi nào nữa, đến lúc dừng lại thôi, sẽ sông ngàn triệu năm, đâu vội chi hỡi người. Giọt nắng thần thiêng đậu xuống trần gian rồi nhú mầm lên, để cuối mùa thu phận lá vàng khô về ôm vũ trụ. Để cuối mùa thu phận lá vàng khô về ôm vũ trụ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh. 73 tuổi mà hát được như vậy là quá hay rồi, Phong quý vị. Vâng. Ngày xưa mà Việt Nam nhớ lại sao mà mẹ mình mới có 50 tuổi mà nó lụ khụ. Bây giờ quý vị thấy các nhạc sĩ đây cũng như cá nhân tôi đều là trên dưới 70 hết, mà thấy vẫn còn trẻ trung là cũng đều đáng mừng. Vâng, thưa bây giờ thế này, để chúng tôi giới thiệu luôn là hôm nay có 3 nhạc sĩ, nhưng mà anh Từ Công Phụng thì quên mang tác phẩm đi để mà gửi tới quý vị. Nhưng mà riêng nhạc sĩ Vũ Thành An và Ngô Thụy Miên thì có mang một số sách nhạc như anh Ngô Thụy Miên. Anh chỉ có vài chục cuốn thôi. Riêng nhạc sĩ Vũ Thành An là cái người mà lo cho quỹ từ thiện Teresa, chuyên mua gạo cho các cụ trong nước bao nhiêu năm nay. Thành thì nhạc sĩ Vũ Thành An có mang nhiều hơn. Nhưng mà cũng không nhiều lắm, hình như là vì nó nặng quá thì nghe nói anh mang có 3.000 cuốn thôi. Thì ở ngoài góc kia, lát là lúc nào quý vị rảnh, quý vị các tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An đều đã ký tên, quý vị chỉ có cầm tiền run run đưa cho người ta rồi lấy cuốn sách mà thôi. Lát gặp quý vị ở ngoài góc kia. Vâng, thưa quý vị, bây giờ cảm ơn nhạc sĩ Vũ Thành An đã cho chúng ta, và đó cũng là phần kết thúc, phần đầu của nhạc sĩ Vũ Thành An, để chúng ta chuyển sang nhạc sĩ thứ hai là nhạc sĩ Từ Công Phụng, thưa quý vị. Và nhạc sĩ Từ Công Phụng thì hôm nay có một đặc biệt là có một
tiếng hát mà quý vị rất là yêu mến, quý vị đã nghe rồi trong phần đầu của Vũ Thành An. Nhưng mà cô sẽ hát khá nhiều bài từ Công Phụng mà chắc chắn bài nào cũng rất đặc sắc. Xin quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón sự trở lại nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Mới nghe có một người hát duy nhất thu đĩa, đó là chị Khánh Hà. Và phải nói thực rằng đó là cũng là cái bài hát mà tiếng hát Khánh Hà rất là ám ảnh với bài hát này, đã làm cho Thu Hà sau này khi được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì rất muốn là sẽ có một lần nào đó trong đời mình phải thu bài hát đó. Và Hà cũng đã thu bài này ở trong đĩa Tình ca qua thế kỷ volume 1 của Hà. Đó là bài hát có tựa đề là Kiếp dã tràng của chú Thư Công Phụng. Xin mời quý vị cùng nghe. One, two, three, four.
ta dừng chân phiêu du, lắng nghe sóng gọi ngọt ngào. Hàng rừng nghiêng bóng du nhau, thầm thì lời âu yếm. Dịu nhẹ đôi cánh mềm rã rời, đàn chim bé nhỏ ngập ngừng, nhẹ nương gió đưa về khoảng trời cũ. Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo, ngàn con sóng gào bạc đầu, nhẹ nghe lớp sóng du lên cuộc tình nhỏ trên cát. Lời người nghe đã chợt lạc loài trên thân giã tràng túi vận, hoài công tháng năm xe cát biển đông. Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ, thầm gọi tên người đã vắng xa phương nào. Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người vào chung dương khép kín u mê ngàn đời. Tình người đâu có thấu cho ta, thân mang kiếp giã tràng bao đời sẽ tơ duyên. Trên bãi cát vàng hão huyền chợt nghe lớp sóng xô lên, đời mình niềm cay đắng. Cuộc tình trăm tháng ngày muộn phiền còn in vết hằn đời mình. Người ơi hãy ru tình ta hồi quê. Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ, thầm gọi tên người đã vắng xa phương nào. Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người vào chung dương khép kín đủ mê ngàn đời. Tình người đâu có thấu cho ta, thân mang kiếp giã tràng bao đời sẽ tơ duyên. Trên bãi cát vàng hão huyền nhẹ nghe lớp sóng xô lên, đời mình niềm cay đắng. Cuộc tình trăm tháng ngày muộn phiền còn in vết hằn đời mình. Người ơi hãy ru tình ta hồi quê. Người ơi hãy ru. Người ơi hãy dù tình ta vui quê. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn cháu. Không, chú, tôi để ý là khi mà nghệ sĩ đang hát, quý vị tặng hoa tất nhiên là người ta cũng quý, nhưng mà người ta cầm bó hoa thì người ta hát rất là khó diễn tả. Thế nên tôi đề nghị từ giờ quý vị tặng tiền mặt thì nó tiện hơn. À.
quý vị đưa cái phong bao cái nhát ngay vào túi rồi nó có rất là đơn giản. Thưa quý vị, Mắt lệ cho người, bản nhạc này cũng là một trong những bài mà tôi quá say mê của Từ Công Phụng, giống như Trần Thu Hà vừa hát mấy bài, đáng lẽ Trần Thu Hà phải hát 4 bài của Từ Công Phụng, bởi vì đối với tôi mà trước khi Trần Thu Hà ra hải ngoại thì tôi đã nghe Trần Thu Hà hát trong nước, và khi vừa ra đến nơi thì tôi nói Trần Thu Hà ngay trong show đầu là chú ít gặp người nào có cái giọng êm như của cháu và cái kỹ thuật cao, mặc dù dĩ nhiên là cô ấy học thanh nhạc, cô ấy tốt nghiệp cao cấp nhưng mà trời phú cho cái giọng rất là êm. Nhưng mà một cái người mà diễn tả nhạc Từ Công Phụng và chắc chắn quý vị cũng rất say mê. Xin chào đón sự trở lại nam ca sĩ Tuấn Ngào. Hôm nay không biết là vô tình hay cố ý mà ban tổ chức lựa cho tôi hát một bài cho mỗi tác giả, mà phần của tôi giống như kể câu chuyện của một người đi đánh bài. Đầu tiên là đời đá vàng, phải đánh bài mới biết đời đá vàng như thế nào. Mà khi biết đời đá vàng rồi có nghĩa là không có ăn, thua thôi đúng không? Thua thì bây giờ phải sao? Phải đến mắt lệ cho người. Xin mời quý vị nghe. Và bài này cũng để tặng cho ở đây ai có cái máu mê mê đỏ đen. Xin mời ban nhạc. Lần đầu tiên tôi hát bài này mà có một ông nhạc sĩ da đen ngồi đằng sau đánh cho tôi hát. Mưa soi dấu chân em qua cầu, thêm những cánh giông trôi mang niềm đau. Đời em đã khiến đi vội vàng, tình ta cũng lấp nơi thiên đàng như cánh chim. Như cánh chim quốc ngà, còn mong còn ngóng chi người yêu dấu. Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh dòng trôi vẫn niềm đau. Người nào yêu hết trái đi buồn, lời nào yêu hết trái đi buồn. Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ. Nhòa theo từng gót chân người trong mời. Mưa lầm buổi chiều không sẽ nhạt nhòa từng ngàn năm nữa. Ta thân thân thấy sao có lời
nhạc của anh Từ Công Khổng nó có cái đẹp và cái xuất sắc nhất là những cái nốt anh lên rất cao và bất ngờ, như bài Tình Tự Mùa Xuân, bài Mắt Lệ Cho Người, vân vân. Tôi cứ nghĩ là nếu mà không có ông Tuấn Ngọc thì ai hát cái nhạc này bây giờ? Quý vị cầu đồng ý không? Tuấn Ngọc hát mấy bài của Từ Công Phụng, những cái chỗ lên cao rất là tuyệt vời. Vâng, nhưng mà thưa quý vị, bây giờ thì anh Từ Công Phụng đã có một cái sấp nhạc thật là đồ sộ, cái sức sáng tác của anh và bài nào cũng đặc sắc. Nhưng mà trước khi biết những bài này thì tất cả thính giả trong nước, khán giả trong nước như thế hệ của tôi, đầu tiên mà nghe thấy cái tên Từ Công Phụng thì nó phải là Bây Giờ Tháng Mấy, phải không quý vị? Vâng, phải là Bây Giờ Tháng Mấy đã, rồi cứ sửa mãi là Bây Giờ Mấy Tháng này, cứ lung tung. Bây giờ từ từ chúng ta mới biết những bài sau, nhưng mà Bây Giờ Tháng Mấy là cái dấu ấn đầu tiên để đưa cái mỹ danh Từ Công Phụng đến với thính giả Việt Nam. Bây giờ quý vị nghe cả hai bài, bài 1 và bài 2, qua hai tiếng hát mà quý vị rất quý mến ở địa phương này, Quang Tú và Quỳnh Nga. Mời hai cháu. Cháu xin cảm ơn chú Ngạn. Quỳnh Nga và Quang Tú xin được trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chúc cho tất cả quý vị có một đêm ca nhạc thính phòng và dạ vũ thật là vui. Và sau đây Quang Tú và Quỳnh Nga sẽ gửi đến một ca khúc của bác Từ Công Phụng. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mùa đông chết đi rồi mùa
cho anh ước vai ngày thu mình còn thôi còn anh em hơn rồi thân thể một lần thôi mà hồn vỡ tan rồi ngày xưa là lại tiếng ru hơi chiều rơi nhẹ vào mắt trời trước đông lạnh ngắt gió lạnh nhẹ hàng cây bỗng em mở chiếc bay ôi đây em đi về có ai đưa chân về vòng tông lưng về và tình nghề anh đã cho người đó có em chưa còn ai biết ai đợi đưa em đi về khi mùa cuối đã qua là tháng cháu.